Quéo kìa, quéo kìa. Chúng ta đang theo dõi trận thi đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng thi đấu giữa giáo viên trung học. Ủa, ông nội nằm mang tổn chất mà, thay đồ làm gì vậy? Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng, vẫn chưa có tỷ số tình nghi. Lá nữa. Chuyển qua chế độ vận động á. Để mình nhận cái bóng. Vẫn chưa có pha xử lý chính xác. Chúng ta sẽ bắt quyền kiểm soát. Bóng. Hai đội đang ăn miếng cả miếng. Đừng có bóng. Đề nghị các cổ động viên đang đứng sát lưới để chúng ta quan sát bóng. Các thầy đá rất mạnh, rất dễ bị chấn thương. Thủ môn đang có bóng. Chú Tân cố lên, tài xế cố lên. Đó, cầm kích con người đó. Vẫn chưa vào. Một quả phá bóng lên. Để giáo viên cầm hết. Will đang có bóng. Để giành quyền vào chơi trận bán kết vào ngày mai. Thầy Bình đang có bóng. Tỷ số là 1-0 nghiêng về giáo viên trung học. Rồi xong luôn. Dành cho giáo viên cầm rít. Thành công. 2-0.
hai không cho giáo viên cầm. Hết pin rồi, giáo viên Trung Hồng được quyền. Đúng không giáo viên? Ngay phần sân của giáo viên cho biết.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.